các bạn phải mặc một con ngựa bunny. Nó đi, vừa vẽ vừa nó. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ một con mát trước. Vẽ cái gì trước? Con mát à? Cái này chúng ta sẽ tô màu đen. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ vẽ một khuôn mặt. Cái bùn đi to to lên. Cái đó là cái gì? Khuôn mặt. Cái miệng, cái mũi hả? Đây là cái ta. Đây là mái tóc. Nó to to chứ. Tóc của Bonnie à? Đây là một cái sừng. Sừng của Bonnie. Và chỗ này là mái tóc cuốn rồi hả? Nó Yui đang vẽ một con ngựa Bonnie. Sẽ tới cái chỗ cái chân. Nó vẽ gì nó to lên chứ. Chân ngựa Bonnie có mấy ngón? Có 4. Nếu như các bạn muốn vẽ đẹp nữa thì hãy vẽ một cái chân giống như kiểu gác lạ. Và tiếp theo là cái chân tiếp. Chỗ này là cái đùi. Một cái chân tiếp. Và đây, cái chỗ này là cái thân. Và còn lại là cái đuôi. Là cuốn luôn. Nên các bạn lưu ý chỗ đó cẩn thận chút xíu. Nhìn thấy nó hơi mát luôn. Phải cái vòng cổ. Ta vẽ cái cánh nào? Vẽ cái cánh con ngựa Bonnie. Đây là đôi dài của nó. Các bạn hãy trang trí chỗ này bằng hình gì cũng được. Và ở trên này chúng ta sẽ vẽ một cái vương miện vì đây là công chúa. À, vì là công chúa này phải có gương miệng ở trên cái đầu của con ngựa Bonnie. Các bạn lưu ý chỗ này nó rất là nhỏ nên các bạn hãy cẩn thận. Tại sao đây là con ngựa Bonnie? Tác phẩm đã xong.